giáo. Nói gì thằng cô giáo. Nhân ngày 20 tháng 10. Cho cái mặt vào đây cái. Rồi em thay mặt những bông hoa xinh đẹp của lớp mình gửi lời cảm ơn tới các anh đẹp trai lớp ta đã tặng cho chị em những bông hoa rất là tuyệt vời, rất là tình cảm. Và luôn luôn chúng ta tình cảm là đỏ như bông hoa hồng này nha. Vỗ tay. Công nhề như là thả đính nha. Thả đính không, nhé nó cái câu nữa. Câu nó cũ rồi. Nào, nâng cốc đi nào. Hô đi. Để anh hô cho 20 tháng 10 rồi nhá. 20 tháng 10. Chúc mừng 20 tháng 10. Ô, mẹ dù yếu quá. Không say không về đâu. 1, 2, 3 chúc chị em luôn xinh đẹp, luôn yêu thương chị em nào. Hay thì bò nào. Cãi nhau lúc nào thì cãi nhau, còn đâu là yêu thương chị em nha. Đi cho cỡ 4, 2 vào mặt thôi chứ còn còn tình yêu lắm. Dày một cái. Cô giáo cái nhà cùng cô 41 hay sao? Đâu? Vậy chỉ toàn 38. Cô đấy bé không khoái. Theo như yêu cầu của chị Vân là các anh hay các chị là lần sau chỉ cỡ 42 rưỡi thôi. Các chị phải 42. Riêng của anh Hùng 42 rưỡi thôi. Nào. Dày lắm, dày lắm. Chị em chúng ta năm ngày nào cũng không được. Uống được.